Bóng của thân chân thật, bóng thì mất nhưng thân chung cuộc vẫn đem chôn xuống đất. Có cảnh Phật còn hoài không mất mà không tìm qua được cho an, ấy là điều cần phải tiếc than cho lòng của thế gian mê muội, nên xét kỹ để lo cải hối, đuổi theo cho kịp chuỗi ngày qua, mượn thuyền từ vượt cảnh phong ba để kịp hội long qua kỳ tới. Trong thiện tính nữ nam các giới, ráng tu cho Phật hội tên đề, nếu không ngồi chính phẩm liên quê, cũng ráng được giữa kệ thánh vị thân tử để được tròn đạo lý, phận tổ thầy cũng phi lắm nguyền. Là những lời của Phật muốn truyền, xin nhờ khách hữu duyên nhắc lại, đây liền cúi đầu vâng lời dài. Mượn bút nghiêng kể lại như trên, mong người đời chịu khó đọc lên, rồi suy nghiệm hư nên tường tầng, lo tu niệm một lòng tinh tấn, cho tâm hồn được sáng suốt ra, cõi Di Đà được biết lối qua, đường giải thoát thấy ra tỏ rõ, về tinh độ cho thân hết khổ, lên niết bàn hầu có an cư, được kim thân bất hoại bất hư, được bổn tánh tự do tự chủ, được khỏi vòng sanh tử luân hồi, được ngồi yên trên sen báo vui tươi, được thông làm đất trời vạn vật, được còn mãi chứ không hề mất, ấy là điều đây rất ước mong, xin thiện nam tín nữ đại đồng, ráng tu được thành công đắc quả. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Cúi lại đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng, thọ trì sám văn hiện đạo, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thị dân giao ly phần thần cơ thật luận, từ xa bồng có luồng gió nhẹ, nghe toàn thân mát mẻ vô cùng. Tự thấy mình mở quát hung trung, liền có vị Pháp Long bước đến. Phòng vắng lặng không hương không nến, chỉ lấy lòng tiếp kiến với lòng. Dùng nhiệt tâm thay nén hương nồng, đem thành ý thế chung nước là. Lòng vui vẻ bút không thể tả, rồi cùng nhau hỷ hạ tách chân. Trong khắc kỳ đến chúng Kim Sơn, cúi đầu trước Thế Tôn bái tạ. Nhờ ân đức từ bi hỷ xả, giải pháp màu cảm hóa chúng sanh. Bớt khổ sầu thế giới cạnh tranh, cho thiên hạ thái bình an lạc. Phật như đã rõ lòng khao khát, liền nói cho bi pháp diệu quyền, rằng hôm nay vì mở phước điền, mới gọi khách hữu duyên lại đau. Chúng sanh dần sống trong mộng ảo, kiếp người đời như thảo thượng sương. Sự nhân từ ít kẻ chủ trương, việc báo ác nhiều phương cổ dò. Mạng đã ngắn càng làm thêm nhỏ, sự mê lầm còn có chi hơn. Người đã không còn bị nghiệp vương, rất thương kẻ đang cơn liễu điều. Cái chết vốn là nơi kết liễu, cách trần gian chung chịu như nhau. Sinh ra thì có tử theo sau, không thể trốn nơi nào cho khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn gây còn phải trả đền. Giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định. Trước không chịu để lòng lo tính, sao muốn ngăn dừng cũng không xong. Nghiệp đến rồi dầu bậc tiên ông, cũng phải chịu chứ không tránh khỏi. Như lời Phật đã vừa mới nói, giống đã gieo không gọi cùng lên. Nghiệp tao rồi tuy đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến. Nghiệp lực mạnh rất vô bờ bến, ngàn
muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng chăm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ. Nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, vay cho nhiều phải trả lời nhiều. Nợ hồng trần chẳng lúc nào tiêu, vậy oan trai cứ đeo buộc mày. Năm tháng vẫn dít trong khổ hải, kiếp đời lăn lộn mãi sông mê. Đường Tây Phương bật lối trở về, nẻo địa ngục giàu ra mòn gót. Chịu hành phạt đã không còn sót, cửa luân hồi chưa vượt khỏi qua. Nghiệp trận còn đành phải sanh ra, mang lấy kiếp gọi là sanh vật. Lo thân sống nào ăn ở mặc, nào lợi danh nào vật dục tình. Rồi sanh lòng bảo thủ lấy mình, việc chi cũng muốn trên hơn cả. Tánh ích kỷ sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi giả cạnh tranh. Thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp, tâm tham danh tham sắc tham tài. Ba điều tham thiên hạ đáng sai, đa số khách trần ai đều bị. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ, thì chứng tham khó trị cho lành. Hễ tham danh thì khổ vì danh, chữ danh nó gần bên tài sắc. Danh có được sắc tài liền bắt, tài được rồi danh sắc nó theo. Sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba đều dính liêu. Dướng một cái cả ba cái níu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu. Vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Đạo gốc nhục nở đành chia rẽ, tình đồng bào sâu xé nát tan. Cũng vì danh vì sắc vì vàng, làm cho kẻ tham gian tôi mắt. Mê danh lợi lắm người phản tặc, đâm sắc tài nhiều bậc dông ân. Biết bao điều thảm sát bất nhân, vì tài hoặc vì danh vì sắc. Nếu chuyện lớn nước nhà sanh giặc, còn nhỏ thì thù ghét chóm riêng. Khắp quán cầu thiên hạ đau điên, vì tài sắc vì danh lợi cả. Tánh ích
kỹ với lòng nhân ngã, mưu lợi danh mưu cả sắc tài, người giết người chẳng biết gom tay. Bạn phản bạn quên ngày hậu nhật, trai bất nghĩa gái không hạnh đức, chồng bát tình vợ thất tiết trinh. Trò phản thầy tớ hại chủ mình, cũng vì sắc tài danh phần lớn. Mình sung sướng mặt người đau đớn, thấy của ai cũng muốn lâm le. Lời nói lành chẳng để tai nghe, thấy việc phải không hề bắt chước. Vì ích kỷ chẳng vui làm phước, vì ngã nhân muốn được phần mình. Tao muôn ngàn tội ác tại đình, cũng vì lợi vì danh vì sắc. Người đối xử với người khe khách, người nhận tâm lừa gạt lẫn nhau. Chẳng phải vì ích kỷ hay sao, quyền lợi đụng chạm nhau do đó. Muốn danh vọng muốn nên giàu có, muốn cao sang vợ đẹp con xinh. Muốn cho ai cũng phải phục mình, muốn mình sống mặc tình ai chết. Càng muốn mãi muốn hoài không hết, các việc do lòng ích kỷ sanh. Giữa loại người đủ mặt cạnh tranh, vì muốn lợi cho mình làm trước. Mình muốn được thì người muốn được, mới gây ra các cuộc đấu tranh. Kẻ được thì đủ cách giữ canh, người bị mất cố tình lấy lại. Kẻ nay thắng kế mai lại bại, người bại nay nhưng lại thắng mai. Thua trần thắng được cũng cày mài, xét cho kỹ có ai sung sướng. Chỉ tạo lấy thêm nhiều nghiệp chướng, làm cho đời khổ lớn thêm ra. Danh lợi mua bằng các thù hềm, thà không có còn êm hơn có. Vì sự sống việc chia cũng mó, ấy lầm to nào có khôn ngoan. Lợi cho mình mà hại nhân gian, cái lợi ấy chỉ làm tuyết lộ. Nghĩ đến chuyện đấu tranh lưỡng hồ, tất không vui làm khổ cho ai. Nếu để lầm nghĩ đến ngày mai, sẽ không thể nhúng tay việc ác. Luật nhân quả thẳng tay trừng phạt, vô luận ai tạo tác bất lương. Muốn thì làm chẳng chịu suy lường, dễ đưa tới con đường tối lồi. Biển sâu rất lúng công bơi lồi, tội ác lắm khó nổi gỡ ra. Vui nhất
thời để khổ lâu xa. Sự vui ấy chỉ là thuốc độc, chúng sanh biết bao điều thảm khốc vì ham vui trong chốc lát sanh. Cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành, tranh bá lợi mồi danh câu nhừ. Hành thiện sự hay là ác sự là nguyên nhân vui khổ trong đời. Mặc dù là một việc nói chơi cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc. Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh. Đừng để cho thị dục lừa mình, cùng canh thư cảm tình vũ dỗ. Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân. Đem lời danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ông tay áo. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lợi mà không lợi hao mới chân. Xác phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục nhưng lòng tại ngoài. Thanh ác lấy lòng từ đổi lại, tình yêu riêng đem cái yêu chung. Tha đói nghèo việc quay bất tùng, cam rất lạnh chớ không lừa đau. Không những đối người nhà ngay thảo, đối với ai cũng hảo tấm lòng. Người lạ quen đều xử chi công, biết tha thứ hơn lòng cố chấp. Các việc ngay chú tâm rèn tập, lợi danh đâu dẫn dắt đường tàn. Đừng quên rằng giúp đỡ người ta, tức là việc giúp cho mình đây. Của người khác mà mình cướp lấy, chính là mình phá hoại của mình. Sách có câu trời rộng tinh thinh, mà chẳng lọt mãi lòng khá nhớ. Tưởng ích kỷ ruộng vườn rộng mở, có ngờ đâu thêm nở lâu đời. Bữa nay cười để chịu khóc mới, đa số kẻ sống đời như thế. Tham danh lợi lỗi lầm bất kể, mê sắc tài tội lễ chẳng màng. Ấy phần đông của kẻ thế gian, chịu thống khổ nguyên nhân gì đó. Thân tứ đại cuối cùng phải bỏ, tạo tác chia việc khổ vào mình. Sương nhất thời đây khổ hẳn nghìn, là việc của chúng sanh thường tạo. Nuôi thân sống bằng vô nhân đạo, thân sống kia trên giáo trên gươm. Đâu an toàn đâu được quý thơm, mà lắm kẻ to mồm khoe sắc. Đời đã thấy sớm còn tôi mất, càng bất lương càng chuốc quả sầu. Tưởng rằng thừa nước đục thả câu,
chẳng về có kẻ sao đến thọp thay nước, chứ tưởng là dễ hốt lợi nằm ngay trước mắt khó ăn, lòng dục nên tìm cách cản ngăn. Chớ ham việc lợi danh mang hòa, bụng khi đói ngậm mồi khó nhà, nghèo gấp tiền chẳng mó dễ chi. Cá mắt câu cũng bởi thế ni, người phạm tội cũng vì lẽ ấy. Khi thèm khát nhịn đi ít thấy, lúc say mê dừng lại mấy ai, phần đông theo sở dục hằng ngày. Muôn chi cứ làm ngay chẳng xét, biết chung ghét vẫn làm cho ghét, không cần ngày mai mốt ra sao, để cho lòng tham dục túng thao. Hiện thời có biết bao nhiêu kẻ, có vợ chinh muốn thêm hầu lè, được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không lúc nào yên. Sự ham muốn lưu truyền như vườn, chữ tài sắc lòng thường mơ tường. Việc lợi danh mở miệng nói luôn, nở hồng trần chẳng lúc nào xuống. Tâm trí mãi điên cuồng danh lời, sống tội nọ tội kia liền tới, hết tù này cái đổi lao kia. Tự khóa thân rồi tự liền chìa, cứ như thế kéo lê kiếp sống. Đời này chẳng làm nên trò trong, kể đời sau cũng hỏng hư luôn. Đã trải qua số kiếp dư muôn, nào khắc giống giả tràn xe cát. Tưởng là giấu được điều tội ác, đâu ngờ gây nên kiếp trầm luân. Lo thân mà trái lại hại thân, chỉ một khổ làm thêm mười khổ. Bị mọi cảnh trần gian cam dỗ, làm mê tâm của kẻ tham gian. Gần xuống mồ lòng vẫn còn ham, đeo danh lời như sam khó gờ. Cũng vì thế mà không hết nợ, vừa chết xong liền trở lên ngay. Dạy đâu thì trả đó không sai, kể sao hết hình hài quá bao. Vui hoặc khổ đều do nghiệp tạo, giàu hay nghèo chớ bảo không căng. Hễ trồng tre thì có lên măng, làm ác tất phải mang quả ác. Chớ coi nhẹ những điều tội ác, phải quan tâm đến các hành vi. Vì rằng trong hành động chi, chung cuộc sẽ hồi quy lại hết. Việc chi dẫu lắm lòng mê mệt, cũng cần nên nhiều ít xét suy. Tránh đừng cho tai họa hồi quy, ấy là việc thường khi tác dụng.
phải rõ rệt chớ nên ấp úng, dù việc chi chạm đụng bất ngờ. Người thường hay vì tánh u ơ bị ngoại cảnh làm cho xa ngà, tạo công nghiệp tức mang cộng hòa. Sự đồng tâm chớ khá coi thường, chỉ gật đầu cũng đủ tai ương. Đâu đợi đứng chủ trương mới tồi, lấy đạo lý ra làm nguồn cội, để đo lường việc lỗi hay không. Bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tôi. Không lấy đạo để làm đường lối, rất khó lòng biển nổi giả chân. Sai mê rồi dù bậc thánh nhân, cũng lâm tâm tôi không hơn phàm tục. Chẳng lấy trí gạn trong lòng đục, đâu bằng người thất học biết suy. Khi tai nghe mắt thấy những gì, chớ tin bương phải tria thiện ác. Chỉ một phút để cho say lạc, suốt cả đời chưa chắc hối xong. Mắt với tay là cửa của lòng, viết tài sắc lợi danh theo đó. Tâm sao động thường do mắt ngó, chí lung lai thường ở tai nghe. Các việc đời lui tới giảng ve, khiến tâm trí người ta siêu ngà. Chưa cầm chắc được trong lòng già, cửa mắt tai chớ kha hở hình. Coi như là có kẻ trộm rình, trong nhà phải thức canh nghiêm nhặt. Nếu sơ ý bị phường đảo tặc, lẻn vào trong vét sạch của tiền. Mất của tiền chỉ bị trung chuyên, mất thiện tánh đảo điên đời kiếp. Bị lầm lạc rơi vào ác nghiệp, còn việc chi khủng khiếp ai bằng. Bụi ly loạn càng lắm khó khăn, sự tội lỗi đón ngăn đầy ngò. Nào quyền thế rủ rèn to nhỏ, nào công danh cám dỗ đó đây. Chỉ dạy cho lời phải ít ai, đốc xuôi việc quấy thì lắm kè. Nói đạo đức nhiều người bác bẻ, làm hung sùng lắm kẻ chạy theo. Chốn thiền môn thường thấy dẫn teo, nơi tửu lạc thì bèo thiên hà. Khỏi sắc thì bị tài số ngã, khỏi tài thì sắc ghé lối đi. Giữa chợ đời không thiếu món gì, khách trần ít kẻ đi qua lọt. Rồi lần chết vì là hảo ngọt, người lũy thân vì thích sắc tài. Lúc nguy nan trong sạch mấy ai, thừa sự biến dở tay nhiều kẻ. Đời có biết bao người cấy khoe, dùng đủ phương hiếp kẻ yếu hèn.
tham của tiền đổi giá bạc đen hiện lan khắp ở trên dương thế. Càng vất vả đời càng kinh tế, đau càng suy người tế càng nhiều. Vì lợi quyền dân nhuộm máu điều, tranh địa vị nước nghèo sơ sát. Thành công được là nhờ hợp tác, thất bại do phụ bạc dân tâm. Quá tham thì không khỏi bị thâm, đừng tưởng một mình ăn còn quay. Người dù có tài lương lẻo giỏi, cũng không sao chạy khỏi lưới trời. Có thể mình giấu được người đời, nhưng mình chẳng giấu nơi mình được. Một mình biết đủ làm tối phước, khỏi cần người biết được hay không. Ớt nhai thì mình bị cay nồng, người khác biết hay không cũng vậy. Nhân quả cũng giống như chuyện ấy, thưởng phạt không sai chạy tí nào. Trả nhãn tiền hay trả mai sau, đến chậm hoặc đến mau không mất. Loạn đời chẳng bao giờ loạn luật, chớ thừa cơ làm việc ác gian. Lợi bất minh lợi ấy màu tàn, danh phi nghĩa danh không lâu lắc. Việc đã thấy làng khang trước mắt, sự sách còn ghi chép giấy đầy. Có từ xưa không phải mới đây, kẻ làm mát chẳng chày thì kiếp. Nghiệp đến sắc tài không thể tiếp, hòa lại danh lợi hết phò trì. Tao cho nhiều đến phúc lâm nguy, chỉ có một mình đi gánh chiều. Thế mà chẳng mấy người xét hiểu, nghiệp bất lành cứ triệu mãi ra, khiến cuộc đời không dứt hoàng gia. Làm cho kiếp thêm ra tội bao, bị các việc hỏng trần lừa đảo. Biết mà không chịu tháo lui ra, trái lại còn thêm việc mê xa. Ngày mai một người ta bất kể sức danh lợi cuốn lôi như thế. Ma sắc tài vũ dỗ giường ni, kẻ lầm còn lắm việc mê si. Lại càng khó thoát ly cho khỏi, mê thì lầm dù là hốc giỏi. Nhiễm thì hư chớ có nói tài cao, gặp việc không để trí xen vào. Đường tội lỗi thế nào cũng dấp, do hoàn cảnh hoặc do giai cấp. Tạo lỗi lầm nhiều cách khác nhau, nhưng cũng là một thứ trần lao. Đều bị khổ như nhau tất cả, người giống nhau ở lòng nhân ngã, người giống nhau ở giả vị tư. Lo bảo tồn thể chất quyền hư, đem hết cả tâm tư tranh đấu.
Vì nhân ngã lỗi lầm tạo cấu, vì vị tư nhơ xấu gây nên, gieo càng nhiều càng mọc đầy lên. Nợ thế cứ phải đền trả mày, báo thân lại thân không tồn tại. Chỉ mang đời chết dài sống mê, nhìn kỹ ra là thứ trò hề. Mọi hình thức đều là giả dối. Chừng biết được đi xa quá đồi, không quyết tâm khó nổi quẩy về. Dùng dây lên đánh phá giấc mê, để thưởng thức Bồ Đề thật cảnh, tìm cho thấy được nơi bổn tánh. Tìm lộn về được cảnh chân như, tìm cho ra thân bất hoại hư. Đó là việc của người tinh ngộ. Nếu không tách khỏi dòng mê lồ, chẳng bao giờ được chỗ an nhiên. Đó là điều chư Phật thường khuyên, khắp sanh chúng ở miền hạ giới. Nay gọi khách hữu duyên bước tới, cũng để mà nhắc lại chuyện xưa. Hầu tùy nghi giáo độ cho vừa, giúp sanh chúng khỏi cơ thống khổ. Ma tài sắc mặt dầu cám dỗ, mồi lợi danh dầu có nhữ câu. Nhờ thấm nhuận chân lý cao sâu, không bị chúng lừa vào lưới nghiệp. Nếu chậm trễ gặp nhiều khủng khiếp, nào bệnh nào già chết bao giây. Làm tinh thần bôi rối cũng quay, khó tìm lối vượt ngoài sáu lầu. Chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ, sớm thoát ra khỏi cảnh mê sầu. Chịu luân trầm cũng đã quá lâu, đâu còn thiếu mà hầu liên tiếc. Mê danh lợi bị danh lợi giết, mênh sắc tài bị diệt mạng căn, không giúp cho mình được siêu thăng. Sao điều ấy chúng sanh không xét, từ bi thấy lòng như lửa thét. Giảng dạy cho người biết cội nguồn, để trị cho hết chứng mê cuồng. Hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ, nước đã ngập lần lần đến cổ. Gặp thuyền không chịu vớ là nguy, lòng con đầy những sự mê si. Nghe lời Phật không quy là khổ. Không hữu duyên lời lành khó ngộ, ngộ được là vì có duyên xưa. Nếu quyết tu theo chẳng cù cưa, nhất định sẽ đến bờ giải thoát. Nếu trì quẩn lòng không định đoạt, ngày trôi qua đến hết số căn, tất sẽ không thể kịp ăn năn. Ấy là một việc làm đáng tiếc, hễ có sanh tức là có việc. Từ ngàn xưa đã biết rõ rồi, tại sao còn để tánh lôi thôi. Không gấp rút tìm nơi bất diệt, danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc. Sắc
tài không chân thiệt đừng mê. Quyết tìm phương cực lạc trở về, vũ sạch cả việc mây trần tục. Mưa nắng biết tìm nơi lánh đục, đường tử sanh phải cúc khỏi đi. Biết mà còn ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đồi. Thân giờ dây biết lo tắm rồi, lòng bận nhớ thì phải bỏ đi. Việc xấu xa còn tiếc làm gì, chúng sanh cũng cần chi hiểu đến. Giấc dù đã có nhiều cảnh khến, cô dũa bào cũng bén trơn ra. Mặc dù người phạm tội thầm đa, biết cải hối thì là hết được. Chẳng làm việc gian hùng báo ngược, cũng vẫn nuôi sống được như thường. Tại sao làm những việc bất lương, cho chung ghét cho vương tội khổ. Sống trong cảnh thân yêu ủng hộ, hơn sống trong tật đô thủ hèm. Ba tánh cần sống cách thuận êm, đấu sanh chuyện đạo điên rối râm. Danh lợi dữ hay lành hãy gầm, sắc tài nên hay chẳng khá suy. Lựa con đường chân chánh mà đi, đó là những hành vi thường nhật. Cách ăn ở phải theo chừng mực, mọi nói năng liệu sức nhắc cân. Tránh những điều ích kỷ tổn nhân, đó là việc đang cần tiến mạnh. Sự hòa hảo vàng mười khó sánh, việc nghĩa nhân bạc nén không bì. Gặp phải hồi nước loạn dân nguy, các việc ấy cần thi nhau lập. Thuyền bè hữu dụng khi lục ngập, đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn. Kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó trấn an dân chung. Đời gấp phải những hồi kinh khủng, chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia. Hãy mở lòng cơm áo sớt chia, tâm hồn ấy chở quê nên có. Kẻ mắc nạn mình ngồi đây ngò, mình lắm tay người có giúp đâu. Khá để lòng xét rõ càng sâu, lo tương trở lẫn nhau lúc khổ. Thấy dục nát thì lo giải dỗ, thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho. Phúc lợi cho nhân loại biết lo, vàng bạc có đem so tình ấy. Đã là người biết phân phải quy, khá chọn đường nhân ấy mà đi. Lợi danh mà bất nghĩa ham chi, vì nó chỉ là nguy giới tội. Được thỏa mãn chỉ là một đồi, nhưng sao rồi chịu hôi suốt đời. Có phải là bị lỗ hơn lời, người ha chẳng lửa nơi dinh diều. Thiếu tiền bạc còn nhiều cách liệu, thiếu nhân tình khó níu vào đâu.
ba tánh cần lấy nghĩa làm đầu, khi hữu sự khỏi âu đơn độc. Dù không phải là cùng thân tộc, ở biết điều sẽ được người ưa, gặp những khi ương yêu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đúc người chê. Miệng thế gian phê phán khắc khe, cách ăn ở nên dè dặt đến. Ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rủ quên ép này. Việc làm lành đâu lửa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Giàu nghèo vẫn làm nên việc phước, lượng khác nhau nhưng giá bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mười hào, vật tuy ít tâm nào phải ít. Xưa có kẻ thì chẳng cũ rích, được trở nên công đức vô biên. Phật cho mời đến trước Phật tiền, vừa điểm đạo vừa khen vô tận. Chỉ có một mình chẳng để bằng, những vui lòng đem cúng chư tăng. Giá trị châu ngọc có sánh bằng, ít người được từ tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ, ở trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi muốn đem thi của thi lời, phải thành thật từ nơi tâm nào, giúp đỡ cho người do lòng thào, chớ không do lòng háo lợi danh. Và cũng không mong biết ơn mình, lòng thảo ấy giống tình của Phật. Cho thầy mất nhưng không có mất, giữ tưởng còn nhưng thật tâm còn. Của tuy mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất do lầm chọn lừa. Việc sâu tốt tự mình sửa chữa, phước đức là cái cửa giải oan. Nở hồng trần muốn được rành rang, người nên sớm mở toàn cửa ấy. Phải lo tinh trước khi sống dậy, nổi gió rồi quát cậy sao xong. Biết rằng khi chết nắm tay không, chớ tạo nghiệp ác trong lẽ sông. Tạo nghiệp ác dù dày hay mong, cũng phải đền chẳng trốn khỏi đâu. Nghiệp mong thì bị nhẹ thắm sầu, nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng. Chúng sanh nhớ thật tâm tranh hằng, đừng kinh thường lầm lẫn nhỏ nhen. Tập cho lòng sợ lỗi được quen, lần lượt sẽ trở nên toàn thiện. Thuốc thường hút
lâu thành ra nghiền, tội hay làm sẽ biến thói quen. Việc nhân từ lòng cố đua chen, tánh hung ác đâu len vào được. Suốt đời vẫn lo làm việc phước, một lòng nguyện giải thoát hồng trần. Tất không còn bị nghiệp chuyển luân, đời sau hết chịu cơn sanh tử. Còn sống chết vì còn nghiệp dữ, hết luân hồi vì đã trọn lành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, chớ để giả mong manh việc ác. Một lần lọt vào đường sông thác, dễ bị đời dẫn dắt trăm lần. Há không lo dừng lại bước chân, cho khỏi kiếp trầm luân khổ hài. Rừng mê rất có nhiều cảm bày, không chạy ra tất phải mang vào. Khi bị rồi khó nổi bông đào, thân ấy sẽ ra sao thử nghỉ. Tuôn đời rất có nhiều dối mì, nhiều muốn ham nhiều bị gạt lừa. Bà lợi danh chớ có mến ưa, sự tài sắc đừng mơ mộng đến. Tranh khỏi các việc đời dù quên, mới mong ra khỏi bến mê tân. Nếu còn chiều thì dục nơi thân, thì còn bị nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tối, ráng làm cho hết thoái sai mê. Cõi siêu sanh thấy lối trở về, được khoái lạc còn chi sanh kiệt. Còn mê tức là còn táo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời, khi đời hết vì người mê hết. Bởi mê thấy vật chi cũng mất, thân chết nhưng không chết nghiệp mê. Mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bưng gốc mê cho nó hết sanh. Tất không còn bị nghiệp quảnh hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Lầm lạc biết quay đầu trở lại, cố đi dầu xa mây cũng gần. Đem phàm thân đổi lấy Phật thân, giảng sự ở tinh thần cương quyết. Lo liệu trước khi đời tận diệt, gần lắm chung hối tiếc đã rồi. Việc đáng thôi phải nhất quyết thôi, thì mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm khó vượt cho qua.
có tinh thần như Phật Thích Ca, mới có thể lìa xa tục lụy. Muốn thành Phật mà không đại chí, có thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu cái đứa nó mời, đã làm biết bao người xa ngà. Kẻ dục vọng còn nằm trong già, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là ngồi giữa thiền lâm, chưa chắc khỏi đời làm cho hoài. Tâm trần tục không còn một mày, dù ở nơi đường cái chợ đông, cũng như ngồi ở chốn vắng không, vẫn giữ được cõi lòng thanh tịnh. Thật tâm định lúc nào cũng định, trước Phật như trước cảnh người đời. Vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời, người tu phải sống nơi định ấy. Định không có huệ không thể thấy, huệ không thì khó giải nghiệp mê. Muốn định thì phải tỉnh mọi bề, tâm thật tỉnh là kề định huệ. Định huệ vốn hoàn toàn liên hệ, như đèn dầu không thể tách đôi. Định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ, như giấc mê được mở mắt ra. Cảnh mộng và cảnh thật khác xa, mê thấy khác tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rảnh đường nên mới thung dung. Không thấy nên dấp ngã lung tung, được thấy rõ thì không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thầm, nhờ thấy nên chẳng bám nở đời. Thật khác nhau một vực một trời, người tu phải đặt nơi định huệ. Thành lòng phát những lời đại thệ, thệ độ vô số kể chúng sanh. Thể trừ xong phiền não nơi mình, thể học hết pháp lành của Phật. Thể thành Phật cao siêu tột bậc, ngày đêm luôn gắng sức tu hành. Những lời thề ấy phải đạt thành, dù phải chịu muôn nghìn đau khổ. Không thành được tự mình khó độ, thì còn mong cứu khổ được ai. Tập cho mình bơi lội thật hay, mới có thể vớt người chìm đắm. Ngày đêm phải tự mình suy gầm, ngăn gió trần cho lặng sống tâm.
sống tâm còn còn thấy lạc lầm, trời tròn lại thấy nhăn xẻo xò. Sống thì đục vật không lộ rõ, lặng thì trong chiêu tỏ thiên hình. Sớm làm cho tâm được thanh bình là sớm được đạt thành trí huệ. Trí huệ có tất xong đại thề, không sợ làm cho kẻ khác lầm. Chẳng khác nào đi quan tối tâm, trong tay có sẵn cầm ngọn đuốc, sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho người thấy rõ ràng, trí huệ giúp người tan mê mùi, được có của nhờ lo cắm cùi, đắc đạo màu nhờ gối trần tâm, quyết tu hành tất đạt quyền thâm, chớ ngờ Phật xa xăm khó gặp. Nếu chịu khó ngày đêm tu tập, sớm muộn gì cũng đắc đạo màu, vạn sự do chi quyết làm đầu. Chi đã quyết thế nào cũng được, đừng hèn yêu trước điều trái ngược. Chớ rụt rè trong cuộc gian nguy, phải kiên trinh phải đủ gan lì, thắng chướng ngại thắng khi thử thách. Dẹp ích kỷ dẹp lòng kiêu cách, dẹp tham lam dẹp nết dâm ô, dẹp giang phi dẹp tánh phàm hồ, thôi ganh ghét cũng lo dẹp quét. Dẹp chửi mắng dẹp lời lau khuyết, dẹp theo thùa dẹp hết ác ngôn. Dẹp gắt gai dẹp tánh tự tôn, dẹp trộm cướp dẹp luôn sát hại. Dẹp giận dữ dẹp lòng ngu dại, thường dình cho quan đại tấm lòng. Kẻ tại gia cần phải lo xong, khi giao tiếp ở trong xã hội, cùng kẻ khác hằng ngày đáp đối, việc nọ kia trao đổi rất thường. Những sự nào nên thắng nên nhường, cần phải biết tận tường mọi việc, vừa là giữ cho mình tinh khiết, vừa giúp cho đời biết sạch nhớ, tránh không cho danh lợi làm mờ, ngăn tài sắc gác lừa tối lồi. Lấy giới luật ra làm ranh lối, dình bước chân cho khỏi phạm qua, lúc khó khăn nhớ niệm Di Đà, lấy bổn nguyện ra mà nhìn chiều. Buổi đầu cố nhiên còn vương vưu, nhưng sao rồi sẽ kéo xuống ra. Trong khi còn là sĩ đạt ta, với khi Phật Thích Ca có khác, mắt dù cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau.
lúc còn mây mờ mịt lâu sau, khi đã giác lào lào trong sáng, mây với giác nổi hai hình dạng. Nhưng cũng từ một bổn tâm sanh, dạng sự do tâm ấy tạo thành, thấy tâm được là rành dáng sự. Do tâm khởi ra điều hung dữ, cũng tâm sanh ra sự hiền lành, việc lớn lao bằng núi bằng thành. Đến nhỏ nhất như kim như chì, tất cả cũng do tâm suy nghĩ, rồi tạo ra các sự nọ kia. Thấy được tâm như khóa gập chìa, mở ra hết những gì trong ấy. Các vọng tưởng dù là che đầy, cũng ráng tìm cho thấy bổn tâm. Tâm thấy là thấy Phật giáng lâm, tâm không thấy Phật làm sao thấy. Tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, phải tìm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khói phong ba, chân tâm tở bao la vũ trụ. Lấy chân tâm để mà làm chủ, chớ nhận lầm cái thứ vọng tâm. Vọng tâm mà tưởng thật là lầm, kẻ tu niệm phải cần đính rõ. Chân tâm rộng lớn và sáng to, vọng tâm thì hẹp nhỏ lu mờ. Chân tâm thì phẳng lặng như tờ, vọng tâm rối giường tơ vò cuồng. Chân tâm chẳng vật nào lôi cuông, vọng tâm thì bị vướng lung tung. Chân tâm thì như khoảng không trung, trầm dáng vật nhưng không một vật. Vọng tâm cứ đổi thay không dứt, nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời. Như hư không như ánh mặt trời, xưa cũng thế nay thời cũng thế. Vạn sự lấy tâm làm cõi rề, bỏ tâm là sự thế không thành. Muốn đạt nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bổn tâm thường trụ. Nhớ lấy cái chân tâm làm chủ, sẽ không lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Khắp thiện tinh khá suy chu đau, chủ được tâm cho đạo sớm khai. Đạo khai rồi cùng Phật đồng giai, hoàn toàn vượt khỏi ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hoặc cõi niết bàn, chính là cõi của tâm vi diệu. Kẻ học Phật phải cần tìm hiểu, để tu cho biết nẻo mà về. Đã tu mà không thoát
cõi mê, thường gì bởi lối ra chẳng biết. Thiếu tình tưởng sẽ không nên việc, thiếu lòng thành thì Phật khó trông. Việc tu hành muốn được thành công, phải đầy đủ tấm lòng tin tưởng. Thường bị cảnh chung quanh ảnh hưởng, vì thiếu lòng tin tưởng mà ra. Nếu có lòng tin tưởng sâu xa, tất không bị người ta cám dỗ. Tin tưởng có cõi vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua. Tin tưởng xưa Phật cũng người ta, thì mình cũng sẽ là như Phật. Lời Phật nói không hề sai thất, nếu làm y như Phật đã làm. Tin tưởng sao làm vậy cho cam, không thể để ai làm thôi chi. Nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công như ý đã nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên nhờ nó. Tin tưởng ngay trong lòng được có, thì sự tu đâu bỏ nửa đường. Khuyên nhủ trong ba tánh thập phương, tu phải có chủ trương mới được. Tin làm phước thì là gặp phước, làm ác thì gặp ác không sai. Tin rằng mình nghiệp dữ chẳng gây, nhất định chẳng đầu thai cõi khổ. Việc trần chẳng để lòng ham hô, chắc chắn không bị trở lại trần. Lòng hằng mong cõi Phật được gần, thế nào cũng sanh lên cõi Phật. Luật nhân quả chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni. Trồng từ bi có trái từ bi, gieo bảo ác lên cây bảo ác. Việc lành dữ của mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gái trai, tình như thế hết ai phạm tội. Nói cài hối lòng không thật hôi, nói tin không tuyệt đối tưởng tin. Gặp khi đời thử qua sức mình, thường xa ngã không cần chống nổi. Vì lẽ ấy khi người cải hối, phải thành tâm chớ dối ở trong lòng. Những điều mình chưa gội rửa xong, tự hổ thẹn dù không ai biết. Được vậy mới trở nên thanh khiết, tội lỗi không còn việc tay lai. Trước kia dù nhiều sự lầm sai, nay sửa được ra người tốt đẹp. Thật hối cải chứ không nói mép, thì ai tu cũng đắc được thành. Đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người thành chánh quả.
lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chớ Phật truyền đạo cả không lầm, khá để lòng tin tưởng cho thâm. Trọn đời cố gắng làm theo đúng, thời tiết tốt mùa màng được trúng, tu gặp đường đạo chánh mau nên. Quá mê đời việc đạo bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Bị nhà cháy còn mong cất lại, mất đạo rồi khó lấy đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất đạo khổ sanh ra vô số. Bị nhà cháy một thời nghèo khổ, mất đạo rồi muốn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao, đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, còn đời thì chìm mãi sông mê, đạo gặp rồi mà lại bỏ bê, thì kiếp khổ nặng này thêm nữa, đạo giúp chúng qua cơn khói lửa. Biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không làm cho ai chịu khổ đau, hết còn thấy người nào ích kỷ. Ai cũng biết ở theo đạo lý, ai cũng đều xử trí công minh, giúp cho nhân loại được hòa bình, đời sống được trở nên hạnh phúc. Về vật chất không còn thiếu hụt, về tinh thần luôn được sạch trong. Cõi thế gian đổi lại tiên bồng, người tối lỗi không trông thấy nữa, đời chẳng khác như là nhà lửa. Đạo như là nước chữa cho tiêu, thiêu nước thì nhà sẽ bị thiêu, vật trong ấy đều tiêu cho cả. Đạo cao quý thật là vô giá, không thể nào mô tả cho cùng, đời muốn ra khỏi cảnh lao lung, nhất định phải cần dùng đến đạo, cốt kẹo thiếu thì nhà xỉu xào. Đạo đức không đời bạo ngược luôn, đạo giúp cho đời rối được suông, sống không tội thác nương cõi Phật. Người đời được trở nên thành thật, gìn nhờ câu đạo đức phận nhiều. Nếu đồng theo đạo đức một chiều, đời người biết bao nhiêu tốt đẹp. Nhà lao tự nhiên là phải dẹp, tòa án không còn lập ra chi. Khỏi phải cần tranh giữ làm gì, cũng chẳng sợ ai đi lấy pha. Người nào cũng đàng hoàng phong nhã, nêu cao nền văn hóa con người. Ai cũng đều ăn nói vui tươi, không còn kẻ mở lời thô lỗ. Trong đồng bái đến ngoài thành phố, không còn nghe thấy kẻ gian manh.
ở chỗ nào cũng được an lành, đạo đức dẫn nhân sanh đến đó. Cành sông ấy nếu chưa được có, thì đời chưa tiến bộ chút nào. Chỉ tiến về phương tiện hùng hào, chưa tiến một bước nào lương thiện. Tiến bộ đó chỉ làm nguy biến, càng tiến nhiều càng khiến khổ lung. Tình trạng trên thế giới rối tung, cũng vì tiến bộ không phải chỗ mạnh hiếp yếu cho là tiến bộ, giàu hiếp nghèo gọi đó văn minh. Tiến bộ như thế sẽ chiến tranh, văn minh kiểu đó sanh độ mau. Thật tiến bộ không còn hung bạo, thật văn minh xây tạo hòa bình. Lấy trí suy cho rõ sự tình, đời chưa thật văn minh tiến bộ. Về vật chất thì đua rần rộ, còn tinh thần chẳng có mở mang. Thấy nhân tình quá đổi khô khan, lo cho kẻ thế gian bất ổn. Quá tài sắc thành ra hỗn đồng, quá lợi danh làm rộn lòng người. Tham cốc nhiều chớ ít vui cười, là cảnh sống của đời hiện tại. Người chỉ có khác nhau thời đại, cũng một tuồng ân ái như xưa. Cánh hồng trần dù lắm mến ưa, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mồ. Ăn của thổ thì quần lấy thổ, xác phàm nhân có số định rồi. Tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất sự đời cũng mất. Thật nào khác chim bao một giấc, tiêu tan không sự vật não còn. Kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào các tía lầu son lộng lầy, nào xe cổ tàu bè bấm bẫy. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm động tâm bi tình như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi, hoặc chẳng niệm một lời chi cả. Nhưng thường hay có giả từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ mau siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền thân, người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già.
thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng, ai cũng đều viên mãn thành thông. Đường xa muôn dặm tây đông, những đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người coi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi, đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng vai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về cực lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về cực lạc tây phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đổ, để lá non thai nở trên cành. Hết đời trước kế đời thanh luật, đạo thai ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Người nào cũng đất sống lâu an vui, chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người, qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, rước hiền nhân thế giới ta bà. Đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trắng ngay nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, quả gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rối rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ trì, ít ai mà chủ trì được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng hỏng trần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bát tiền mà ra. Thứ tiền bát người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác
thân người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm dinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn. Tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó giống là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng xác trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiền tài, chớ để nó sai khiến mình. Ai có của bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già. Giàu đừng quên bố đức thi ân, có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt trái, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chung kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc
ghép vào thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mọi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng xanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cùng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó toán chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang. Thân lao khổ bất an trong già, lòng âu sầu thân thể mòn hao. Không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cũng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh, giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiêu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu, lành thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành gia danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đã chai. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rành học đạo,
tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều, đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sư không tha. Nếu tu không được thì ra chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân, tạo ngu dại hưởng phần ngu dài. Làm ác gian lành cái ác gian, chạy trời sao cõi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu, hòa sầu trái lại dễ chiêu vào mình. Việc trả bao rất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tâu ngọc hoàng. Tội đền tội bát vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo. Công bằng ngọc đế cần cho, mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lội, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có giọng sanh điệu tà. Điều tà mặc dù là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lắm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề ấy, là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài, mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì.
lời Phật là biểu thị lòng tin, lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chỉ sẽ không nên đạo màu. Biết càng khó càng sâu tin tưởng, tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu. Tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tin đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng ni sẽ đắc lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ đồng, dễ động tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào cầm. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người không, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc núi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần.
nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp mấy chuyển luân lại liền nghiệp lôi cuốn như ghiền bánh rượu. Khi thèm không ai rủ cùng đi, hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ, trước cũng bởi vì nhớ bận thế. Nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời, nếu chẳng tu thân sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bằng phu khác nhau. Nhưng dù khốn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời, những cái khổ hồi thời quá khứ. Người đã quên thành thử không ghê, thật ra là một tràng mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bần tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân, kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi trong cẳng ra quay, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chật ngoài chật trong, khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đề, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày, mới cười cây khóc chúa cay. Cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời đã vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đảng sanh nơi đỉ điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu,
nói sơ kệ chẳng hết đâu nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai mới kiếp trước ghét cay ghét đắng kê kiếp sau làm bạn làm chồng luân hồi lộn bảy cõi hồng khi cha khi mẹ khi chồng khi con mới đời trước đánh đòn đứa ở kế đời sau làm tớ bị đòn chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh thì nợ trước yếu tồn lại sau cuộc luân chuyển chừng nào mới hết nếu chúng sanh còn kết dây oan ở trong ba cõi sáu đàn như là giữa bãi chiến tràng khác chi người biết giúp người thì ít có người hại người thì số vô biên tranh hơn ở kiếp hiện tiền quên rằng tội ác còn truyền hậu lai danh không chánh chỉ gây hậu hoàng lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài vui nay để chịu khổ mai mà không nghĩ đến đời nay nhiều người nay đắc thế chê cười hèn yêu mai thất thời phải chịu cười chê đời thường nay tướng mai hề cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ khi giàu đừng quên thuở bằng cùng ở ăn giữ mực trung dung sống không kẻ oan chết không người hờn kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không chưa làm chỉ tính trong lòng cũng là ảnh hưởng chớ hồng tính gian thường nghĩ tốt có thần phúc hộ hay tưởng rằng bị quả thần theo quả thần theo tất nạn eo được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn lòng giả ác có màng tôi phủ tâm tánh lành có lưới sáng bao mắt thần khi ngó nhìn vào tức thời biết rõ người nào hiền hung màng tôi phủ ma nung quỷ dục lưới còn thấu triệt đáy lòng tâm không mà chẳng phải không mười phương chư Phật đều trông thấy rành tâm đổi dạng khi lành khi dữ tâm biến thành lúc thu lúc người ấy là tâm vọng của đời nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi thì chúng sanh còn phải chuyển luân vọng tâm nếu được lặng ngưng phàm thân trở lại thánh nhân tức thời gốc tâm vọng gió nơi cảm nhiệm thói quen ưa đã chiếm trong lòng lúc nào cũng muốn cũng mong trong tâm đâu có vắng không lúc nào thường vì quá ước ao thèm khát nhiều khi gây thành giấc chiêm bao lỗi lầm lúc thức phạm vào đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm khi người để vọng tâm chi phối thì tinh thần mệt mỏi tối đen chỉ làm theo cái thói quen xấu xa cũng mặc để hèn cũng thấy thói quen khiến thường hay vọng tưởng chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi
thêm đời nhiều thứ cuốn lôi cạn làm y muốn con người nhiều thêm việc phước đức không thèm muôn đến. Sự tà gian cứ mến theo luôn xấu xa chẳng biết hổ buồn biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh thay sắc đẹp động tình muôn lây. Nghe lời tỏ mong chạy đến dành của ai thấy cũng mong manh đến như của mẹ cha mình còn tham cậy quyền thế lấy ngang lắm kè dùng trí khôn chia sẻ nhiều người muốn cho lấy được không thôi dù ai oan ghét che cười cũng trơ biết rằng quấy không chừa chẳng bò hiểu là sai cứ mó vẫn đeo cố tình tội lỗi rất gieo lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành có người khuyên không nhớ việc giữ không ai trỏ chẳng quên thói quen từ trước nổi lên thường nghiêng theo giữ ít nghiêng theo lành sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp cho nên khi gặp dịp nở liền ngày nào kiếp trước đã chuyển kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay luân hồi có khi dài khi ngắn có khi em vừa chết đặng ít ngày thì liền bị dắt đầu thai làm người trở lại nhớ ngay kiếp người nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu sống theo loài rừng rú ngu đần sao dù trở lại nhân thân dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người những tập quán hồi thời quá khứ nếu như không cơ hội chạm da thì là khó nổi nhớ ra thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên nếu ma quỷ sanh lên nhân loại dễ cảm theo cái thoái quỷ mang chánh đường nếu chẳng sống ra thì là dễ bị đường tà cuốn lôi đã sanh được làm người đất quy thường được nghe giải chỉ tu hiền gần đường về Phật về tiên không tu sao có trở lên làm người để sanh lạc vào nơi cầm thu không được nghe khuyên nhủ lời lành thì không được biết tu hành tất còn chịu kiếp tử sanh lâu dài nạn ấy lớn hơn tai nạn khác cũng là điều hình phạt tối cao để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài biết ngày nào tỉnh ra với ma quỷ cũng là đại nạn kiếp sống như là ráng là mây tiêu tan chẳng có hẹn ngày thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng tâm oan ghét đã sống cực độ nên thường gây đau khổ cho người không kiêng Phật chẳng kể trời khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiến đến nạp. Cô gái xinh phải dắt tới hầu bắt dân làm giết ngựa trâu lốp
thì bị giết, bị tù thảm thương. Gấp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào. Rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nào tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mặt mày xấu xí dị kỳ hình dung. Cổ quá nhỏ vật không nuốt chài, bụng thì to bằng cái bụng trâu. Ngày đêm đói khát buồn rầu vất vơ, chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi. Làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời. Trả quả lúc làm người tiền kiếp, nhưng thường không được biết tỉnh ra. Ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu. Làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời, là điều nhân nên nhịn con ơi. Anh quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen. Có quả báo nên khuyên hướng thiền, không đau đầu ai khuyên trừ tà. Chết rồi tội mới thấy ra, chừng ni có hối cũng là muộn thay. Có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chứng vào đâu. Ví người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo nó chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật dứt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm đồng tâm bi tình, như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành, cũng là được Phật nhân hành đến nơi. Hoặc chẳng niệm một lời chi cả, nhưng thường hay có giả từ bi. Trần ai chẳng nhiễm vật gì, cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ máu siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước, về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già.
thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng, ai cũng đều viên mãn thần thông. Đường xa muôn dặm tây đông, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người coi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi, đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng vai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về cực lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về cực lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đổ, để lá non thai nở trên cành. Hết đời trước kế đời thanh luật, đạo thai ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Người nào cũng đất sống lâu an vui, chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người, qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến di. Chính là cũng một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, rước hiền nhân thế giới ta bà. Đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trắng ngay nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, quả gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rối rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ trí, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng hỏng trần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng.
trâu bò chỉ khổ xác thân người, thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm dinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đậm tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn. Tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng xác trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiền tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già. Giàu đừng quên bố đức thi ân, có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt trái, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chúng kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay mồi mọc
ghép vào thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mọi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng sanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó toán chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu dài dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang. Thân lao khổ bất an trong già, lòng âu sầu thân thể mòn hao. Không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cũng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh, giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiêu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu lạnh, thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành giá danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đã chai. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo,
tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều, đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sư không tha. Nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Tạo ngu dại hướng phần ngu dài, làm ác gian lành cây ác gian. Chạy trời sao cõi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu, hòa sầu trái lại dễ chiếu vào mình. Việc trả bao đất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tâu ngọc hoàng. Tội đền tội bát vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo. Công bằng ngọc đế cần cho, mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lộ, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều tà. Điều tà mặc dù là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn, cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lắm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề, ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài, mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật
là biểu thị lòng tin, lòng tin càng được chắc dình, càng cao đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí, ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chỉ sẽ không nên đảo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng. Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tình đôi với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng ni sẽ đặt lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ đồng, dễ động tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặt trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người không, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc núi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần.
nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp mấy chuyển luân lại liền nghiệp lôi cuốn như ghiền bánh rượu. Khi thèm không ai rủ cùng đi, hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ, trước cũng bởi vì nhớ bận thế. Nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời, nếu chẳng tu thân sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bần phu khác nhau. Nhưng dù khốn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời, những cái khổ hồi thời quá khứ. Người đã quên thành thử không ghê, thật ra là một chàng mê từ hồi vô thị kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bằng tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi trong cắn ra quay. Kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong. Khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng. Kể sao hết chuyện não nằm, của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đề. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng. Có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm. Sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố, xin ăn qua ngày. Có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình. Kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cố quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày, mới cười cây khóc chúa cay. Cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nó vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày. Không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang. Kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàn tả tơi. Nghiệp dâm đản sanh nơi địa điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu.
Nói sơ kệ chẳng hết đâu nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng lung hồi lộn bảy cõi hồng. Khi cha khi mẹ khi chồng khi con, mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sau. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai. Danh không chánh chỉ gây hậu hoàng, lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài. Vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thuở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan, chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chí tính trong lòng, cũng là ảnh hưởng chớ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tôi phụ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào, tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, ấy lòng tâm không mà chẳng phải không. Mười phương chư Phật đều trông thấy rành.